Chào mừng các bạn đến với kênh của mình Đức Vlog. Các bạn đã biết cách tạo ảnh avatar trên Facebook có dấu tích xanh chưa? Dấu tích xanh trên Facebook là dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp cho các fanpage hoặc các tài khoản cá nhân. Chỉ có các tài khoản cá nhân hoặc là thương hiệu lớn có ảnh hưởng mới được cấp dấu tích xanh này. Do đó dấu tích xanh trở nên rất là quý hiếm, vì không phải ai cũng có thể sở hữu dấu tích xanh này. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo avatar có dấu tích xanh trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản là các bạn có thể làm được. Nào, chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Các bạn có thể sử dụng trình duyệt Safari và Chrome để làm này nhá. Chúng ta vào trình duyệt Chrome và gõ địa chỉ trang web là taoanhdep.com. Được. Trang web tạo ảnh đẹp cho con mở lên, chúng ta chọn vào ô bên này là avatar dấu tích xanh. Bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta kéo xuống dưới nhá, bỏ qua mấy phần quảng cáo này. Đây là hướng dẫn thì ở đây mình đã làm qua rồi, mình dẫn bạn bỏ qua vào đấy đi ạ. Kéo xuống nhanh. Chúng ta ở đây sẽ có là hai sự lựa chọn. Thứ nhất là kiểu 1 và kiểu 2. Được chưa? Kiểu 1 thì dấu tích xanh nó mờ hơn, kiểu 2 thì dấu tích xanh nó đậm hơn. Ở đây mình sẽ chọn kiểu số 1 và có mục chọn ảnh. Chúng ta chọn ảnh có 3 sự lựa chọn. Chúng ta chọn dòng đầu tiên là chọn ảnh ở trong thư viện hoặc các bạn chụp cũng được. Ở đây mình sẽ chọn ảnh. Đây, chọn ảnh cái này. À. Ở đây có sự lựa chọn là 4 lựa chọn là ảnh nhỏ, ảnh vừa, ảnh lớn và ảnh thực tế. Ảnh hiện tại đấy, kích thước hiện tại mình sẽ chọn ảnh hiện tại. Ở đây thì chúng ta có thể bắt đầu là kình căn chỉnh cắt ảnh theo ý muốn của chúng ta, muốn lấy vị trí nào của ảnh, đúng không ạ? Để các bạn làm. Ở đây mình sẽ chọn cả ảnh của mình vì đây mình đã cắt sẵn rồi. Chúng ta chọn cắt ảnh. Đến tiếp theo là với mục bo tròn avatar, chúng ta tròn gọn bo để nó bo tròn góc avatar vào cho nó đẹp, đúng không ạ? Sau đó kích vào nút tạo ảnh, chỉ chờ tầm vài giây thôi là ảnh của chúng ta sẽ được tạo. Đó, đây là kết quả ảnh của mình đã có dấu tích xanh, đúng chưa? Các bạn ấn gì vào ảnh giữ 3 vài giây để tải ảnh về. Được chưa? Hiện tại đây mình tải có thể là website đang bị lỗi thì chưa tải được, thì các bạn hãy cố gắng thử tải 2 đến 3 lần sẽ được. Ở đây mình ấn đến lần thứ 3 thì sẽ được, đúng không ạ? Có thể server web của họ có vấn đề. Đấy, đến lần thứ 3 thì mình đã tải được ảnh về. Được chưa? Khi mà ảnh của các bạn tải được về rồi, chúng ta kiểm tra lại xem nó tải chưa. Đây có rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta vào Facebook và cập nhật ảnh đại diện mới, đúng không ạ? Chúng ta vào Facebook. Đúng không ạ? Đây là bài viết của mình hôm trước giới thiệu Đức Vlog là ai. Chúng ta chọn vào ảnh đại diện, chọn vào ảnh hình camera máy ảnh ở đây và chọn dòng đầu tiên để lựa chọn ảnh để thay. Chúng ta chọn vào ảnh dấu tích xanh. Vậy là ảnh đại diện của các bạn đã có dấu tích xanh ở đây. Được chưa? Chúng ta có thể viết đôi lời về cái bức ảnh này để mình vui chém gió vui tí, đúng không ạ? Mình đã lên nghệ sĩ có dấu tích xanh, được chưa? Sau khi đã đưa các status xong rồi thì chúng ta ấn vào nút save để bắt đầu đăng ảnh thay ảnh đại diện thì bạn bè sẽ nhìn thấy. Thế là như vậy các bạn đã tạo được ảnh đại diện có dấu tích xanh trên Facebook. Nhưng đây chỉ là ảnh đại diện thôi, chứ còn để muốn được ảnh đại diện thì rất là khó, không phải là ai cũng làm được, chỉ có phần là những người nghệ sĩ, những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội thì sẽ được cấp dấu tích xanh này. Vừa rồi là video dạy cách tạo ảnh Facebook avatar có dấu tích xanh. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, xin hãy cho mình một like, hoặc nếu các bạn là chưa đăng ký kênh thì có thể ấn nút đăng ký để sau có thể nhận được những video mới nhất của mình. Các bạn có những câu hỏi thắc mắc thì có thể viết comment dòng bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.